Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay hay là chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các bạn đã lên và xem được phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá, được không nào? Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng đợi nhau một chút xíu để các bạn có thể tham gia vào phần phát trực tiếp ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay thì sẽ là một đề về một cái tác phẩm mà các bạn cũng cực kỳ quan tâm, đúng không ạ? Đó là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Có rất là nhiều bạn thì không để tâm đến bài này nhiều đâu nhá, mà chỉ trọng tâm quan tâm tới chiếc thuyền ngoài xa thôi, quan tâm tới người lái đò sông Đà thôi, quan tâm tới ai đã đặt tên cho dòng sông thôi. Nhưng mà bản thân chị cho rằng là Vợ chồng A Phủ cũng khá là lâu rồi, đâu có ra vào đề thi Trung học phổ thông quốc gia đâu, đúng không? Nên về cơ bản là đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà chúng mình cần phải chú ý chút. Bây giờ các bạn cứ dành hết tất cả những cái sự quan tâm của các bạn cho Người lái đò sông Đà này, Ai đã đặt tên cho dòng sông này, rồi thì Chiếc thuyền ngoài xa này. Thế rồi đến lúc mà vào Vợ chồng A Phủ ấy thì các bạn ngồi chơi à? Hay là như thế nào? Đúng không ạ? Nên bản thân chị cho rằng là cái việc chúng ta quan tâm tới Vợ chồng A Phủ cũng là một trong những cái điều mà cực kỳ đáng để làm, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn ôn thi cuối cùng này. Đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay chị có mặt ở đây cùng với các bạn để có thể chữa cho các em một cái đề về về Vợ chồng A Phủ. Chị phát bài này chưa hôm thứ ba thì hay quá. Thế là bị muộn à? Hay là sao hả? Chúng mình ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đợi đủ 400 bạn. Chị em mình sẽ cùng bắt đầu phần phát trực tiếp ngày hôm nay nha. Được không nào? Đợi đủ 400 bạn thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu phần phát trực tiếp ngày hôm nay với nhau nhá. Và hiện tại thì chị đã đang phóng to cái màn hình lên để các bạn có thể theo dõi một cách kỹ lưỡng hơn. Hôm nay thì chị không có in ra thành cái phần viết tay được, nên là các bạn cũng sẽ chú ý thông cảm giúp cho chị nhá. À ok. Các bạn ơi, nào các em, chúng mình sẽ cùng tag những người bạn thân của mình vào trong phần phát trực tiếp này với chị nha. Bởi vì là đã là giai đoạn cuối rồi, nếu mà bây giờ mà những người bạn thân của các em á cũng được đón nhận những cái phần chữa như thế này thì chị nghĩ là có thể là các bạn ấy sẽ cảm thấy rất là biết ơn các em đấy, rất là cảm ơn các em đấy. Bởi vì ít ra thì các bạn cũng đã sẵn sàng chia sẻ. Có nhiều bạn thì còn không sẵn sàng chia sẻ cơ, chỉ sợ là các bạn ấy biết đến Học Văn Chị Hiên giống mình thôi, kiểu thế. Không biết là nói ở đây có kiểu như là có trúng tim đen của bạn nào không nữa. Chúng mình ơi, nào, xin chào các bạn. À, ăn cơm đi à, tầm này làm sao mà ăn cơm được. Có vừa ăn cơm thì cũng phải vừa xem cái phần phát trực tiếp này ngay thôi, bởi vì sắp thi đến nơi rồi. Bây giờ mà không ôn thì đến bao giờ mới ôn? Đó, vấn đề là như vậy. Rồi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu được chưa nhỉ? Bởi vì chị cũng thấy ở đây là có gần 400 bạn rồi. Chắc là chỉ độ thêm khoảng 30 phút đến 1 phút, 30 giây đến 1 phút nữa là sẽ đủ 400 bạn, thậm chí là hơn thôi. Nào các bạn ơi, các em đã sẵn sàng chưa với đề bài ngày hôm nay? Nhìn vào đây thì các bạn cũng thấy rằng đây là cái đề bài nói về nhân vật mị trong đêm tình mùa xuân, đúng không ạ? Nhân vật mị trong đêm tình mùa xuân. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cho chị nhìn thấy cánh tay của các em nhá, được không nào? Cho chị nhìn thấy cánh tay của các bạn nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, cho chị nhìn thấy cánh tay của các bạn nào. À, đã sẵn sàng chưa nhỉ? Ok, nếu như mà các bạn đã sẵn sàng thì bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu chia sẻ phần kiến thức ngày hôm nay với nhau nha. Các em ơi, nếu như các bạn tham gia trong khóa học 10 ngày chạy văn cuối cùng cùng với chị Hiên thì đây cũng sẽ là cái hình thức chị em mình học với nhau. Thế nhưng bên cạnh cái việc là chúng mình cùng học với nhau qua cái hình thức đó là những cái phần viết có Word như thế này, thì chị em mình sẽ còn được kết hợp thêm với cả hình ảnh này. Có những cái bài giảng mà cần thêm video clip thì chị cũng rất sẵn sàng giới thiệu với các bạn về những cái phần video clip cần thiết đó, để với một cái mục đích làm cho cái bài văn cuối cùng mà chúng ta sẽ viết trong 12 năm học hay nhất có thể và đạt số điểm tốt nhất có thể, được không ạ? Nên là ngày hôm nay thì đã là ngày mùng 9 tháng 6 rồi,
Các em ơi, ngày 12 tháng 6 thì chị Hiên sẽ chính thức khai giảng khóa học 10 ngày nha. Và đây chính là lộ trình của khóa học 10 ngày ạ. Buổi đầu tiên không có tính vào trong lộ trình học, đây là buổi khai giảng. 12 tháng 6 chúng mình sẽ khai giảng cùng với nhau để phổ biến nội quy này, xác định mục tiêu của các bạn. Không biết là mục tiêu của các bạn thì ở đây có những bạn nào mong muốn là đạt 8 cộng văn, đạt 9 cộng văn không ạ? Hay là thôi chị ơi, em nói thật em bình thường lắm, em chỉ cần gọi là lấy độ 5-6 điểm thôi là được rồi. À, đương nhiên là mỗi bạn sẽ có một cái mục tiêu. Chúng mình sẽ phổ biến nội quy này, xác định mục tiêu này, và chúng ta cũng sẽ cùng với nhau khái quát lại cái kiến thức về nghị luận văn học trước nha. Sau đấy thì chúng ta sẽ có 4 buổi để tổng ôn cái phần kiến thức quan trọng nhất, đó là tổng ôn văn xuôi. Được không ạ? Chúng ta sẽ ôn lại những cái tác phẩm bao gồm Vợ Nhặt này, Vợ Chồng A Phủ này, Chiếc Thuyền Ngoài Xa này, Rừng Xà Nu này, Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông này, Người Lái Đò Sông Đà này, Tuyên Ngôn Độc Lập và Hồn Chương Ba Gia Hàng Thịt. Có nghĩa là ở đây chúng mình sẽ tổng ôn lại về 8 tác phẩm văn xuôi. Sau đó chúng ta sẽ tổng ôn về thơ Việt Bắc này, Đất Nước này. Còn năm trước thì đã thi vào Tây Tiến và Sóng rồi, thế nên là chúng ta vẫn sẽ ôn lại. Nhưng mà song song với đó thì chúng mình sẽ cùng học về một cái phần phương pháp nhỏ trước, đó là phần phương pháp viết mở bài nghị luận văn học. Được không ạ? Sau đó đến hai buổi phương pháp tiếp theo, chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi về phương pháp làm dạng đề nghị luận văn học, và cụ thể dạng đề quan trọng nhất ở đây đó là dạng đề phân tích cảm nhận. Ở cái thể đó chính là phân tích một cái vấn đề văn học, sau đó là giải quyết thêm một cái yêu cầu nâng cao, một cái yêu cầu phụ, được không ạ? Thì đây sẽ là cái dạng đề mà chị em mình cùng trọng tâm nhá. Sau đó chúng ta sẽ có cái phần luyện tập về dạng đề phân tích. Sau đó thì buổi thứ hai chúng ta sẽ ôn tập lại về kiến thức của nghị luận xã hội và đọc hiểu. Và sau đó chúng ta sẽ có hai buổi luyện đề với những cái đề có cấu trúc sát nhất với cả đề thi minh họa, với một cái mục tiêu là hy vọng rằng năm nay thì team học văn chị Hiên cũng sẽ tiếp tục may mắn như những năm trước, đó là khi mà các bạn tham gia vào khóa học 10 ngày và các bạn làm những cái đề cùng với chị, học phương pháp cùng với chị, thì sau khi mà thi xong là các bạn cười rất là hạnh phúc, bởi vì đó là cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý trong giai đoạn cuối của em. Ban đầu em đã rất là phân vân khi lựa chọn cái khóa học này, bởi vì em nghĩ rằng là không biết trong 10 ngày thì mình sẽ làm được cái gì. Nhưng em không ngờ rằng là sau 10 ngày đó em đã thay đổi rất là nhiều, và em có những cái thứ em dùng được ngay và luôn cho cái bài viết của em. Cũng hy vọng rằng là trong khóa học 10 ngày năm nay sẽ có những cái điểm để chúng ta tin tưởng vào một cái gì đó và tiếp tục nối gót của anh chị 2K3 đạt một cái số điểm thật là cao trong kỳ thi sắp tới nhá. Nào, các chiến binh của khóa học 10 ngày đâu rồi? Những ai đã đăng ký và đang có mặt ở đây ạ? Những ai đã có trong lớp khóa học 10 ngày rồi, giơ tay chị xem nào. Được không ạ? Nhá, ok không nào? Các bạn ơi, ở đây đã có những bạn nào đăng ký thành công khóa học 10 ngày và đang đợi chị trong group rồi, giơ tay chị xem với. Được không ạ? Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những ngày sắp tới của chúng mình nhé. Được không? Ok không? Nhất trí không? Rồi, và năm nay thì khóa học 10 ngày được tặng thêm 2 buổi. Đây sẽ là 2 buổi chị em mình chia sẻ cùng với nhau về cái kỹ năng viết nhá. Đó là kỹ năng viết nghị luận xã hội và kỹ năng viết nghị luận văn học. Và chị nhắc lại một lần nữa, 12 tháng 6, khóa học này sẽ chính thức khai giảng. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chị em mình chuẩn bị kiến thức cùng với nhau trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học. Đương nhiên, sẽ luôn luôn là một cái lời cam kết rằng chị sẽ đem tất cả những cái gì tốt nhất, nhiệt tình nhất để trao gửi đến cho các bạn với một cái mục tiêu giúp cho chúng mình có thể đạt được cái số điểm cao nhất ở trong kỳ thi sắp tới nhá. Nhất trí, đã thấy rất nhiều cánh tay giơ lên rồi ạ. Hẹn gặp chúng mình trong khóa học 10 ngày nhá. Còn bây giờ thì chị em mình sẽ phải quay lại với cái đề bài ngày hôm nay thôi. Và nhớ là nếu muốn đăng ký thì đăng ký ngay đi ạ. Bởi vì về cơ bản là chúng ta 12 tháng 6 này là chúng mình đã chính thức khai giảng rồi, nên là chị còn phải gửi tài liệu tặng về cho các bạn nữa, được không ạ? Đăng ký khóa học thì nhắn tin hay sao ạ? Đúng rồi em ơi, em nhắn tin ngay về cho fanpage Học Văn Chị Hiên giúp cho chị nhé. Và tất cả những cái bài mẫu tham khảo này chị đều sẽ up lên cho các bạn, được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau. Đề bài như thế này.
Chúng ta có một cái phần trích đoạn như sau ạ. Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt đấy nhìn người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị đang sống về ngày trước. Tai văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước Mị thổi sáo giỏi, mùa xuân này Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Các bạn ơi, chị sẽ chia luôn nha. Như chị đã nói rồi, phân tích trích đoạn ấy thì cái phần mà chúng mình bóc tách nó là cái phần quan trọng nhất. Và cái ý số 1 này, tôi xin phép được gọi tên đó là cái sự thay đổi của nhân vật này trong đêm gì ạ? Trong mùa xuân với sự ảnh hưởng của men rượu. Có nghĩa là cái tác nhân men rượu bên cạnh cái tác nhân mùa xuân mà chúng ta đã bắt gặp ở phần trước đó của cái trích đoạn này. Đúng không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhé. Sự ảnh hưởng của men rượu đối với Mị. Tiếp tục, chúng mình có ý số 2 ở đây. Đây là cái ý số 2 mà chúng mình cần phải làm rõ này. Rượu tan từ lúc nào? Người về, người đi chơi đã vãn. Mị không biết. Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau, Mị mới đứng dậy. Nhưng Mị không bước ra đường chơi mà từ từ bước vào buồng. Một cái thói quen cố hữu của nhân vật này, đúng không ạ? Đáng lẽ khi mà có được một cái cảm thức về số phận của mình, nhận ra rằng là lòng mình đang dường như trẻ lại, nhớ về những cái năm tháng của những cái năm tháng trước, thì đáng lẽ phải bước ra đường chơi chứ. Thế nhưng không ạ, lại từ từ bước vào đường, bước vào trong buồng. Và để rồi chúng ta thấy rằng là gì nhở? Mị bắt đầu ngồi xuống giường, phải không ạ? Mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Và đã từ nãy, Mị thấy mình phơi phới trở lại. Trong lòng đột nhiên vui sướng như những ngày đêm Tết ngày trước. Và nhận ra rằng Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Các em ơi, chị biết là các bạn đang rất sốt sắng cho việc đăng ký khóa 10 ngày. Nhưng mà đừng có nhắn tin liên tiếp như thế mà ở lại đây với chị để chữa cái đề này đã nha. Chứ chị biết rằng là thói quen của các em là đôi khi các bạn không có thích xem lại livestream mà các bạn luôn luôn muốn xem trực tiếp. Thế nên không có gì là vội vàng cả, chúng ta vẫn còn thời gian để đăng ký khóa học này. Thế nên các bạn cứ ở đây đã, một lát nữa sau khi phần phát trực tiếp kết thúc, các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn nhắn tin cũng không có sao hết. Nên là chị đề nghị các bạn là dừng lại một xíu ở trong cái việc nhắn tin và quay lại đây với chị nha. Được không ạ? Các đối thủ của các em đang xem rất chăm chỉ đây này. Các bạn định thế nào? Đúng không nào? Rồi bây giờ quay trở lại đây nhá. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái phần thứ hai. Phần nói về nội dung đó là Mị khi bước vào căn phòng của mình. Được không ạ? Và sau đó là một loạt những cái hành động nổi loạn của nhân vật này khi mà nghe thấy tiếng sáo. Đúng không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Sau đó này, đây đến đây. Sau đó thì A Sử phát hiện ra này. A Sử hỏi, mày muốn đi chơi à? Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm lấy Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà. Được không ạ? Chúng mình sẽ chú ý ở đây giúp cho chị nha. Đến bây giờ thì Mị đã bị trói đứng rồi, đúng không ạ? Tóc Mị xõa xuống. A Sử quấn luôn theo, quấn luôn tóc lên cột làm cho Mị cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo, rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại. Và đây ạ, ý số 3. Mị đứng trong bóng tối. Bây giờ là tâm hồn của Mị được tiếng sáo dìu theo những cái đám chơi, những cuộc chơi như sau ạ. Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói, hơi rượu còn nồng nàn. Mị vẫn nghe thấy tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu quả bao rơi rồi, em yêu người nào, em bắt bao nào. Mị vùng bước đi nhưng chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.
Và đây ạ, chúng ta có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là mị bàng hoàng tình, buổi sáng âm sâm trong cái nhà gỗ rộng, vách bên cũng im ắng, không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn, không một tiếng động, không biết buồng bên quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có ở nhà không? Và ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đây ạ, mị chợt nhớ đến câu chuyện đời trước người ta vẫn kể. Đời trước, ở nhà thống lý Pá Cha, có người trói vợ trong nhà 3 ngày rồi đi chơi. Khi về nhìn thấy vợ thì vợ chết rồi. Nhớ thế, mị sợ quá, mị cựa quậy xem mình còn sống hay đã chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau đứt từng mảnh thịt. Được không nào? Thì đây sẽ là cái đề bài và ở đây chúng ta có nha. Trình bày cảm nhận của anh chị về sức sống của nhân vật Mị được thể hiện trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét về tình cảm của nhà văn dành cho con người lao động Tây Bắc. Các bạn ơi, chúng ta thấy yêu cầu chính này. Yêu cầu chính nhá. Được không nào? Và đây ạ, yêu cầu phụ. Các bạn ơi, yêu cầu nâng cao đây ạ. Yêu cầu chính và yêu cầu phụ, được chưa nào? Yêu cầu chính của chúng mình đó là trình bày cảm nhận của anh chị về sức sống của nhân vật Mị được thể hiện qua đoạn trích trên. Và yêu cầu nâng cao ở đây là nhận xét về tình cảm của nhà văn dành cho người lao động Tây Bắc. Được không nào? Ok chưa ạ? Rồi, đây sẽ là hai cái yêu cầu. Vậy thì chúng ta đều biết rằng là cái hình thức sẽ là hình thức bài văn. Mà hình thức bài văn thì sẽ bao gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu cái bài văn tham khảo mà ngày hôm nay chị đã chuẩn bị cho hình ảnh của nhân vật Mị trong Đêm tình mùa xuân các bạn nhá. Được không nào? Các em ơi, đề bài các bạn đã nắm được chưa ạ? Chúng mình ơi, trước tiên là về đề bài các bạn đã nắm được chưa? Xác nhận lại giúp chị nhá. Nào, đề bài các bạn đã nắm được chưa ạ? Xác nhận lại giúp cho chị nha. Các em đã nắm được đề bài chưa? Các bạn đã nắm được đề bài chưa ạ? Nhất trí. Bây giờ sẽ là cái bài viết tham khảo dành cho các bạn đây. Mở bài như thế này. Có lẽ đây là một cái mở bài khá là mới lạ cùng với các bạn. Bởi vì về cơ bản là chúng ta hoàn toàn có thể đi từ hình ảnh những cái người nghệ sĩ không chỉ là ở Việt Nam mà có thể là trên thế giới. Tức là trong cái vốn hiểu biết của chúng mình và chúng mình có thể vận dụng nó một cách thật là linh hoạt. Thì ở đây chúng mình có một cái phần mở bài như sau nhé. Lịch sử văn học thế giới, lịch sử văn học Việt Nam đã từng ghi nhận nhiều nhà văn lớn khi mới cầm bút đã nhầm lẫn, nhầm đường vì không phát hiện ra đúng sở trường ngòi bút của mình. Ban Giác có một thời là một người viết bi kịch tồi trước khi trở thành nhà tiểu thuyết hiện thực vĩ đại. Nguyễn Tuân trước khi trở thành cây bút tiêu biểu viết tùy bút đầy tài năng thì ông cũng đã từng là người viết truyện ngắn trào phúng xoàng xĩnh. Tô Hoài cũng vậy, khi chập chững bước vào nghề văn, ông đã từng làm những bài thơ tình nhạt nhẽo. Thế nhưng Tô Hoài đã nhanh chóng nhận ra sở đoản của mình, nhanh chóng chuyển sang địa hạt văn học văn xuôi và để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học Việt Nam hiện đại và cả trong lòng người đọc. Một trong số những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn này khiến độc giả nhớ mãi đó là Vợ chồng A Phủ, với những cảm xúc khó quên về hình ảnh nhân vật Mị trong Đêm tình mùa xuân được thể hiện qua trích đoạn ngày Tết Mị cũng uống rượu cho đến đau đứt từng mảnh thịt. Từ đó, độc giả cũng thấy rõ hơn về tình cảm của nhà văn, về tình cảm của nhà văn dành cho con người lao động miền núi trước cách mạng. Được không ạ? Các bạn ơi, thì đó, nêu ra được yêu cầu chính là phân tích cái trích đoạn đó, đồng thời nêu ra được cái yêu cầu phụ. Cụ thể ở đây là thể hiện cái tình cảm như thế nào của nhà văn Tô Hoài dành cho người lao động miền núi rồi nhá. Nhất trí không? Rồi, bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau đến với cái luận điểm số 1. Thật ra thì chị cho rằng là cái luận điểm số 1 này các bạn đã làm rất là tốt nếu như các em bền bỉ theo dõi những cái phần phát trực tiếp của chị. Bởi vì là chúng ta sẽ trình bày thông tin về tác giả và tác phẩm. Sẽ có rất nhiều bạn hỏi rằng tại sao lại phải trình bày về tác giả tác phẩm làm gì ạ? Bởi vì về cơ bản chúng ta đều biết rằng một đứa con tinh thần ra đời, một cái tác phẩm ra đời
thì bao giờ cũng sẽ chịu cái sự chi phối của những cái yếu tố. Và trong những cái yếu tố đó sẽ bao gồm bối cảnh, hoàn cảnh, xã hội khi đó như thế nào. Và tác giả đó là một cái người nghệ sĩ như thế nào, có quan điểm về văn học ra sao. Được không ạ? Thế nên các bạn hãy chú ý giúp cho chị sẽ không nói đến cái luận điểm số 1 này nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với cái phần phân tích đoạn trích luôn nhé. Thì phần phân tích đoạn trích chị đã vừa chia ý và bóc tách ở phía trên cho các bạn rồi. Nếu như những bạn nào vào sau thì các em có thể chủ động xem lại cái phần phát trực tiếp ở đây. Được không nào? Thế thì ở đây chúng mình có nhá. Trước tiên, cụ thể chúng ta có như sau này. Vợ trước tiên là phải khái quát về cái hình tượng nhân vật mà chị em mình cần làm rõ đã. Đúng không ạ? Khái quát hình tượng nhân vật mà chúng ta sẽ đi phân tích trọng tâm. Thì chị có một cái phần khái quát rất là ngắn thôi ạ. Được không nào? Đây, có một cái phần khái quát rất là ngắn như thế này. Vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về những con người lao động tiêu biểu ở vùng dẻo cao Tây Bắc, mà trong đó chúng ta có Mị và A Phủ. Mị là nhân vật chính của tác phẩm này, là một cô gái có tài năng và nhan sắc, là bông hoa đẹp ngát hương của núi rừng Tây Bắc. Cô hiếu thảo, cần cù, chăm chỉ và đặc biệt là yêu tự do, khát khao mãnh liệt được sống là chính mình. Thế nhưng trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, Mị bị dòng đời cuốn vào những bi kịch chỉ vì một món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại. Mị đã trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống lý. Để rồi từ đây, những ước mơ và khao khát của Mị bị vùi dập như hòn than, nằm dưới đống tro tàn, chỉ còn âm ỉ nhưng luôn chờ một cơn gió để bùng cháy lên mạnh mẽ. Và cơn gió đó đã đến trong đêm tình mùa xuân. Nói về phân đoạn hình ảnh nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, nhà văn Tô Hoài từng tâm sự, các bạn ơi, sử dụng thêm những cái phần tâm sự của các tác giả về chính cái tác phẩm của mình. Bởi vì về cơ bản thì các bạn đều hiểu là không có ai mà nói về cái tác phẩm đó hay bằng chính tác giả cả. Bởi vì tác giả là người viết ra cái tác phẩm đó, tác giả là người cực kỳ hiểu về nhân vật đó. Nên chúng ta hoàn toàn có thể xen lồng vào trong phần bài viết của mình những cái phần chia sẻ của các tác giả về nhân vật của mình, về truyện ngắn của mình, để làm cho cái bài viết của chúng mình hấp dẫn hơn nhá. Được không nào? Ok không ạ? Thì ở đây chúng mình có này, Tô Hoài từng tâm sự. Khi viết đoạn này tôi thích lắm. Tôi muốn nhấn mạnh và mô tả tâm hồn Mị, cô gái vì nợ của cha mẹ bị bắt về trình ma nhà bá cha, bị đọa đầy về cả thể xác lẫn tâm hồn. Giờ đây, trong đêm mùa xuân, nghe tiếng sáo từ xa vọng lại, trong khí trời rạo rực và niềm vui vẻ tràn khắp bản làng, dưới tác động của rượu, Mị thấy lòng thiết tha bồi hồi được sống về ngày trước. Quả thực là bởi niềm say mê ấy, Tô Hoài đã gây ấn tượng với bạn đọc khi nói về Mị trong đêm tình mùa xuân. Với những tác động của ngoại cảnh trực tiếp ảnh hưởng tới người con gái Tây Bắc này, đó là mùa xuân, là men rượu và là tiếng sáo. Hồng ngày năm ấy mùa xuân đến sớm, tóm tắt một chút nha. Mặc dù là cái phần này thì không có cụ thể ở trong trích đoạn, thế nhưng mà mình vẫn sẽ chủ động tóm tắt một chút để làm cho cái phần viết của mình chỉnh chu nhất có thể. Được không ạ? Chúng ta sẽ có hồng ngày năm ấy mùa xuân đến sớm. Mùa xuân báo hiệu sức sống đã về, cộng thêm với những thay đổi đặc biệt của thời tiết đã khiến cho lòng người xốn sang, cũng đang đón nhận bao đổi thay. Không khí mùa xuân rộn rã khắp bản làng. Không phải ngẫu nhiên mà Tô Hoài miêu tả bức tranh hồng ngày vào mùa xuân đẹp, một vẻ đẹp của sự hòa quyện các loại âm thanh, màu sắc, khung cảnh, con người. Từ màu vàng ửng của cỏ xanh, màu đỏ tím của hoa thuốc phiện nở trên núi, tất cả đều hài hòa với màu sắc của những chiếc váy hoa phơi trên mỏm đá đầu làng. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng trai gái rủ nhau đi chơi mùa xuân, góp phần tạo không khí rộn rã để đánh thức cảm xúc sôi nổi trong tâm hồn trẻ tuổi của Mị. Được không ạ? À? Sau đó chúng mình sẽ cùng bắt đầu phân tích với nhau nha. Được không ạ? À? Thì cụ thể ở đây chúng mình sẽ có: trong không khí mùa xuân tưng bừng rộn rã, tình xuân tha thiết nồng nàn ấy, Mị cũng chọn uống rượu,
Dù rằng uống rượu không phải đặc quyền của người đàn bà con gái, lại càng không phải dành cho người có thân phận trâu ngựa như Mỹ. Thì ở đây chúng ta bắt đầu phân tích ý đầu tiên rồi đấy ạ. Chị có bóc tách cùng với các bạn chú ý. Ở trong cái phần đầu tiên này chúng mình sẽ có nhá. Đó chính là, đây ạ, ý số 1. Cụ thể ở đây là những cái ảnh hưởng của men rượu, đúng không? Đây ạ, uống rượu. Một cái hành động mà chúng ta phải thừa nhận rằng đó là cái sự nổi loạn, đó là cái sự phản kháng của nhân vật này, đúng không ạ? Bởi thế, chuyện uống rượu với Mỹ có thể xem như một hành động phản kháng trỗi dậy với những việc mà Mỹ vốn không được phép làm. Các em ơi, các em có biết là các em có còn nhớ là Mỹ được làm những cái công việc gì không? À, Mỹ được làm những cái công việc ví dụ như là làm nương rẫy này, đúng không ạ? Tước sợi đay này, và cứ làm việc quần quật như thế, như một như một cái cỗ máy, không cả có thời gian để ngơi nghỉ cơ mà. Con trâu con bò trong nhà thống lý bá trái thì còn có cái thời gian để mà nghỉ ngơi, còn có cái thời gian buổi tối nó đứng gãi chân, nó nhai lại cỏ. Chứ còn đàn bà con gái nhà này thì cứ làm liên tục từ ngày này qua ngày khác, từ mùa này qua mùa khác, phải không ạ? Cách uống rượu của Mỹ là uống ực từng bát. Một hành động rất quyết liệt, vừa là sự phản kháng, vừa là sự nổi loạn từ bên trong. Người ta thường tìm đến rượu với mục đích là để quên đi. Ví dụ như Chí Phèo là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, khi bị Thị Nở cự tuyệt tình yêu thì đã tìm đến với rượu như một thói quen cố hữu, với mục đích là để quên đi những đắng cay mà mình vừa nhận được chăng. Còn với Mị thì Mị uống rượu cũng là để quên đi. Quên đi quá khứ của mình, quên đi ký ức dường như đang trỗi dậy. Có thể làm quên đi hiện tại khổ đau bất hạnh, nhưng hơi rượu lại không đủ sức làm cho Mị quên, mà lại đưa Mị vào một trạng thái chập chờn nửa mê nửa tỉnh, để lòng Mị lại nhớ về ngày trước, nhớ về quá khứ tự do của mình, nhớ về hạnh phúc, tình yêu, và quan trọng nhất là lòng ham sống của một con người cực kỳ đáng sống. Chú ý giúp cho chị nhá. Rồi, tiếp tục ở đây chúng mình sẽ có ý tiếp theo. Thế rồi, khi nhận ra được hiện thực của chính mình, Mị vẫn bước vào căn phòng u tối như một thói quen cố hữu. Hành động tiếp theo ạ, sau uống rượu, bây giờ là quay trở lại cái căn phòng của mình. Nếu như các bạn học về cái phần này rồi thì các bạn sẽ thấy là gì nhở? À, cái căn phòng ấy là một cái căn phòng tân hôn thật đấy. Thế nhưng mà dưới cái ngòi bút miêu tả của nhà văn Tô Hoài thì chúng ta thấy rằng nó không hề giống một cái căn phòng tân hôn ạ. Nó giống một cái ngôi mộ nổi, nó giống một cái ngục thất trần gian hơn là một cái căn phòng tân hôn. Thì chúng ta sẽ có thể phân tích như sau nhá. Với cái ý này, căn phòng tân hôn ấy đã từng được miêu tả dưới ngòi bút của Tô Hoài rằng kín mít, chỉ có đúng ô cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay, trông ra ngoài chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Có nghĩa là từ căn phòng ấy, Mị cứ ngồi đó và trông ra. Mị chẳng còn có khái niệm về thời gian hay không gian nữa. Mị đã sống lùi lũi như thế rất nhiều năm tháng. Để rồi, với tác nhân của men rượu và đặc biệt là tiếng sáo, âm thanh của tình yêu, âm thanh gợi về biết bao nhiêu những ký ức, Mị cảm thấy dường như đang có một nguồn cảm xúc dâng lên đột ngột trong lòng. Chúng ta có cái phần dẫn chứng tiếp theo. Đã từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết.
tiếng sáo, bắt đầu phân tích tiếng sáo nha các em. Tiếng sáo thực sự có một sức mạnh rất kỳ diệu. Nó đánh thức trong mị biết nó đánh thức trong mị ý thức về bản thân, về thực tại cuộc sống của chính mình sau cả một quãng thời gian dài dằng dặc mị chìm trong ý nghĩ. Mị là con trâu, con ngựa. Và đến thời khắc này, mị nhận ra tuổi trẻ vẫn còn khát vọng và tồn tại trong lòng mị. Và khi nhận thức được về chính mình, mị đã có mong muốn được đi chơi ngày Tết giống như biết bao người đàn bà khác. Và đó cũng là lúc mị nhận ra hoàn cảnh thực tại của bản thân. A Sử với mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nhận ra điều ấy, hẳn rằng con người ta đã phải đau đớn lắm. Đặc biệt một cô gái có khát vọng tình yêu lớn lao như mị. Để rồi, những nỗi đau khổ dường như đang rủ nhau kéo về. Các bạn ơi, các bạn có thể sử dụng những cái câu không nhất thiết phải là những cái câu gọi là trần thuật hay là những cái câu phân tích đơn thuần. Mà chị thấy rằng là các bạn hoàn toàn có thể chủ động thêm, sử dụng thêm cả những cái câu cảm thán. Trực tiếp bộc lộ những cái gọi là cảm xúc của các em khi mà các em đến gần hơn với nhân vật và phân tích về nhân vật. Bởi vì bản thân chị cho rằng là khi mà chúng ta biết sử dụng những cái thứ, những cái câu, những cái dạng câu linh hoạt như vậy thì chắc chắn một điều rằng là các bạn cũng sẽ có thể có một cái bài viết nó cảm xúc hơn, chứ không chỉ đơn thuần là mình làm một cái bài văn rất là khô cứng á. Bởi vì về cơ bản vừa có ý nhưng cũng phải vừa có tình thì cái bài viết của các bạn mới chạm đến được trái tim người đọc được nhá. Hãy chú ý giúp cho chị được không nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục này. Như sau, mị cảm thấy tuyệt vọng khi nhận ra thân phận thực tại của chính mình. Lòng ham sống trỗi dậy khiến con người ta có suy nghĩ muốn chết đi. Vì nếu sống mà không có tự do, không có niềm vui, không có hạnh phúc thì thà chết đi còn hơn. Đây là biểu hiện cho sự dám chết khi một lần nữa nhận ra cuộc đời không còn bất cứ một ý nghĩa gì. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Tô Hoài tâm sự thêm về những điều mình viết. Đấy là hiện thực. Chưa bao giờ mị cảm nhận đến tận cùng nỗi đau đớn và đọa đầy về số phận của mình như thế. Mà giờ đó, mị vẫn là vợ của A Sử, là con dâu của nhà thống lý Pá Cha. Vậy thì niềm vui nho nhỏ, khát vọng thoáng chốc mang đầy tình người ấy sẽ không thể cứu vớt được mị khỏi số phận của cô. Mị lại nghĩ đến nắm lá ngón. Hai lần mị có ý định tự tử đều xuất phát từ nhu cầu của bản thân. Đó là nhu cầu muốn được sống cho ra con người. Sống đúng ý nghĩa cuộc đời chứ không phải sống vô hồn lùi lũi. Đó là biểu hiện cao về niềm khao khát sống cho đúng ý nghĩa của một con người. Lần đầu tiên, mị không chết là vì thương bố. Lần thứ hai, mị không chết là nhờ vào tiếng sáo đã xuất hiện. Mà tiếng sáo gọi bạn vẫn lừng lơ bay ngoài đường. Anh ném bao em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi. Tiếng sáo xuất hiện lần thứ hai với những bản tình ca tha thiết của chàng trai cô gái miền núi. Đã trở thành bàn tay nâng đỡ con người, xoa dịu những khổ đau thực tại để thôi thúc mị có một hành động dường như lạ lùng hơn so với bản thân cô. Đó là hành động gì các bạn nhỉ? Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ sắn một miếng bỏ vào đĩa đèn thắp lên cho sáng. Hành động này cho ta thấy được nhu cầu về ánh sáng đã xuất hiện, dù trước đó nhu cầu ấy không hề có. Tại sao nhu cầu ấy lại không hề có? Được thể hiện qua cái gì ạ? Mình sẽ làm rõ hơn ở đây nhé. Bởi căn buồng của mị sống là một căn buồng tối, chỉ có một ô cửa sổ trông ra ngoài. Lúc nào mị cũng ngồi ở đó trông ra thấy một màu mờ mờ trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị không biết, có lẽ bởi trong lòng của cô không có sự quan tâm. Mị không quan tâm vì căn phòng đó dù có tối thì cũng không tối bằng cõi lòng của mị. Từ đó ta có thể hiểu khi ngọn đèn thắp lên căn phòng của mị cũng chính là ngọn lửa thắp lên trong chính lòng của cô.
Mị muốn thắp sáng căn phòng, nhưng cũng chính là muốn thắp lên tương lai tươi sáng cho cuộc sống của mình. Bởi vậy mà, sau đó, a sử có thổi tắt đèn dầu đi chăng nữa, thì mị vẫn đang lạc theo quá khứ với những khát vọng về cuộc sống tự do. Và chúng ta có thể thấy rằng là có lẽ cái chi tiết mà nó ảnh hưởng nhiều nhất tới cái nhân vật này đó là gì nhỉ? Đó là tiếng sáo. Và các bạn ơi, tiếng sáo lại xuất hiện đây ạ. Rồi tiếng sáo lại xuất hiện rập rờn trong đầu của Mị. Mị muốn đi chơi thật đấy. Nên một loạt những hành động của Mị tiếp theo là để sửa sang lại cho bản thân. Mị quấn lại tóc với cái váy hoa vắt ở trong vách, rút thêm cái áo. Mị đang gấp rút để chuẩn bị hòa mình vào không khí mùa xuân hối hả. Tiếng sáo tuy chỉ đang rập rờn trong đầu, nhưng lại là một sự thôi thúc người con gái ấy nhanh chóng tân trang bản thân để đi chơi mùa xuân giống như bao nhiêu người con gái khác ở Hồng Ngài. À, các em thấy không ạ? Chỉ có một xíu chi tiết à? Đó là chi tiết từ men rượu này, chi tiết từ tiếng sáo này, đúng không? Có một xíu chi tiết thôi. Thế mà làm gì mà phân tích nhiều thế? Bởi vì chính những cái chi tiết ấy, chính những cái tác nhân ấy đã có hành động, đã dẫn tới những cái sự thay đổi trong suy nghĩ của người con gái này. Và từ sự thay đổi trong suy nghĩ đấy, chúng ta thấy được sự thay đổi trong hành động. Đương nhiên nếu chỉ nhìn vào đơn thuần hành động đó, chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi rõ ràng bên trong của Mỹ đâu. Nhưng bằng cái phần phân tích này thì chị tin chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy được cái sự thay đổi rõ ràng hơn ở trong nhân vật này rồi, phải không ạ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhá. Đến với cái phân đoạn tiếp theo, khi mà thằng A Sử nó phát hiện ra là cô Mị này chuẩn bị đi chơi, thì lúc đó Mị đã bị trói. Và khi bị trói thì Mị đã có những cái sự thay đổi, cái sức sống nó đã bùng lên như thế nào đây. Chúng ta có như sau nhá. Thế nhưng A Sử phát hiện ra Mị muốn đi chơi, hắn đã trói đứng Mị vào cột nhà bằng một thúng sợi đay. Đó là một hành động tàn nhẫn thể hiện cho sức mạnh của cường quyền và bạo quyền áp chế những con người lao động nhỏ bé. Nó đã thổi tắt đèn, đóng sầm cửa lại, dìm Mị vào trong bóng tối, dìm đi sự phản kháng của người đàn bà ham sống này. Thế nhưng A Sử không bao giờ biết được là trong lòng của Mị bây giờ đã có một ngọn lửa vừa cháy lên. Dù Mị đang bị trói trong bóng tối, nhưng cô cũng cảm giác như là mình đang không bị trói. Men rượu nồng nàn với tiếng sáo vang lên dường như hòa nhập với tâm hồn của Mị. Tiếng sáo lần thứ 5 xuất hiện, đưa Mị theo những đám chơi, những cuộc chơi. Nó dẫn dắt tâm trí của Mị đến những khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng về những cuộc đi chơi mùa xuân. Lẽ đương nhiên, nó sẽ tạo ra một sự thôi thúc mạnh mẽ để Mị vùng bước đi. Và đến lúc này, Mị mới nhận ra thực tại của chính mình. Mị nghe bây giờ lại là âm thanh của tiếng chân ngựa đạp vào vách, âm thanh của số phận. Mị chợt nhận ra thân phận trâu ngựa của mình. Rồi cả đêm hôm ấy cứ mê rồi lại tỉnh, dây trói làm cho người Mị đau nhức. Rồi khi trời sáng, Mị nhớ về câu chuyện từng có một người đàn bà đã bị trói đến chết ở căn nhà này. Nghĩ thế Mị sợ, Mị cựa mình xem còn sống hay không. Có thể thấy rằng đây chính là một trong những biểu hiện cao nhất của lòng ham sống. Mị vẫn còn sợ chết, điều đó chứng tỏ Mị vẫn còn muốn sống. Thế nhưng sợi dây trói sau đó dẫu có được cắt đi thì Mị lại vẫn trở về cuộc đời lùi đũi như một con rùa, thậm chí còn câm lặng hơn trước. Chia sẻ về Mị của phân đoạn này, Tô Hoài từng tâm sự: tâm trạng của Mị lúc bấy giờ là lúc mê lúc tỉnh. Suốt đêm lúc thì khắp người bị dây trói thít lại đau nhức, lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Mị chập chờn giữa hiện tại và quá khứ cho đến khi bàng hoàng tỉnh, ý thức về thân phận một cách cụ thể. Mị nhớ lại câu chuyện về người đàn bà bị chết trói trong nhà của thống lý bá cha. Người đàn bà ấy là Mị, hay Mị là điển hình cho rất nhiều những kiếp đàn bà làm dâu nhà giàu. Mị sẽ chết đứng, chết trói như người đàn bà kia. Nghĩ thế, Mị sợ quá và Mị cựa quậy xem mình còn sống hay đã chết. Sự sống chết ở đây khác hẳn sự sống chết ở đoạn trên. Nó là cái sống chết có bản năng. Nhưng cả lần này, cái khát vọng sống ở cấp độ bản năng này cũng đã bị chôn vùi.
có thể thấy mặc dù chưa có sự bứt phá trong chính nhân vật để đòi lại tự do cho chính mình, nhưng đêm tình mùa xuân với những biến đổi trong mị chính là tia lửa nhỏ hôm nay để báo hiệu đám cháy lớn ngày mai. Để rồi đến đêm đông, một đám cháy dữ dội đã xuất hiện, đã sưởi ấm lòng tin của bạn đọc vào sức mạnh tiềm tàng của con người lao động. Được không ạ? Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã cùng với nhau đi qua cái phần phân tích. Chị cho rằng là đây là một cái trích đoạn rất là hay. Và trong cái phần làm về trích đoạn này á, thì các bạn nên chủ động sử dụng thêm cả các những cái dạng câu khác nữa. Đó có thể là những cái dạng câu cảm thán để chúng mình bộc lộ cảm xúc, những cái dạng câu hỏi tu từ để vừa gợi mở, vừa là đặt ra cái vấn đề đối với bạn đọc, trao đổi giao tiếp với bạn đọc đang đọc bài viết của chúng ta. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ giải quyết yêu cầu nâng cao. Chị có một cái phần viết giải quyết yêu cầu nâng cao rất là hay cho cái bài này. Và các bạn trong khóa học của chị, đặc biệt là trong cái khóa học sắp khai giảng tới là khóa học 10 ngày, thì cứ yên tâm là chị sẽ up cái phần bài mẫu này cho chúng mình nhá. Chúng ta có một cái phần kết bài như sau ạ. Nói về nhà văn Tô Hoài, nhà phê bình Hà Đặng khẳng định trong vai trò của một nhà văn, ông đã để lại cho thế hệ, cho con cháu thế hệ sau một thứ tài sản vô giá, đó chính là những ký ức rõ ràng và trọn vẹn về thời trước. Ai cũng có quá khứ, một dân tộc cũng thế. Và ai cũng có quyền được biết quá khứ của dân tộc mình. Tô Hoài đã gánh lấy trách nhiệm cho biết về quá khứ với vai trò là một chứng nhân trong mình sứ mạng của người cầm bút. Trong trang viết của Tô Hoài, tác giả không phân biệt tốt hay xấu. Cái được đề cao là sự thật, là hiện thực, dù có là hiện thực tàn nhẫn, khốc liệt, chua cay, đau xót. Làm tốt vai trò sứ mạng ấy suốt cuộc đời mình, còn ai xứng đáng được tặng những dòng thơ này hơn Tô Hoài? Tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời, sét nổ trên người không xô tôi ngã. Giấy bút tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Các bạn ơi, đây là những cái câu thơ của nhà thơ Phùng Quán ạ. Và khi viết về bất cứ một cái trích đoạn nào trong cái tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bốn cái câu thơ này nhé. Tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời, sét nổ trên người không xô tôi ngã. Giấy bút tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Và với Vợ chồng A Phủ, đặc biệt là nhân vật Mị, văn chương của Tô Hoài sẽ còn mãi xanh biếc theo thời gian, vì nó đã lưu giữ cho chúng ta đời sống, phả lại nhịp đập của lịch sử, nói lên câu chuyện muôn đời của kiếp nhân sinh. Được không ạ? Đây là một cái phần kết bài mà các bạn có thể chủ động sử dụng. Ok chưa nào? Và hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ này thì các bạn cũng đã có thêm những cái ý tưởng nhá, cũng đã có thêm những cái ý tưởng cho cái phần viết nghị luận văn học của chúng mình nha. Còn bây giờ thì chị sẽ tạm thời nói lời tạm biệt cùng với các bạn. Hãy nhớ là tìm hiểu về khóa học 10 ngày và gặp chị Hiên trong khóa học này để chị em mình có thể cùng với nhau chia sẻ thật là nhiều những cái phần kiến thức bổ ích nữa nhá. Được không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Bye bye! Và nhớ là muốn chữa đề gì thì có thể comment cho chị nhé. Được không nào? Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nhé. Bye bye!